cho mọi người ngày hôm nay có điều rất là đặc biệt dành cho nhóm cũng như là dành cho mình. Pretty boy, pretty boy, pretty boy, pretty boy, pretty boy. Chị thấy mấy người, thấy mấy người, mình trong đầu mấy bây giờ đây chị thấy mấy người. Và một cái năm ngày quan trọng như thế này làm quyết định chuẩn bị cho Hương một món quà sinh nhật, một quà tim. Có những lúc ta hay giận hờn và rồi anh bước đi, và cứ mỗi tối như thế anh lại phải đi ăn bánh mì, lại phải cứ ăn bánh mì và anh chưa đến khi bước thích anh bước chân nào. Cứ mỗi tối anh hay giận hờn và rồi anh bước đi. Em là hôm nay anh có ngon, anh cứ đi đi. Bởi vậy thì anh cứ đi đi, giờ đâu cũng chẳng lo. Đau lại bao đấy bao đâu, yêu nhau bao lần ta cãi nhau. Âu lo lắm lắm, anh không thể biết em đang gì đâu. Vì thì người ơi hãy lắng nghe anh sẽ thích đây. Người đừng hỏi tại vì sao anh yêu em, là tại vì em giống với anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.